Xin chào quý vị và các bạn. Lại là một podcast mới của mình. Thì thưa quý vị, nhìn vào bức hình này, có lẽ quý vị không biết, tuy nhiên đối với tôi đây là bức ảnh quý giá nhất. Bởi vì là cách đây đúng 19 năm thì có một chú phóng viên của VTV8, ngày xưa thì gọi là Đài Truyền hình Đà Nẵng, bây giờ lại gọi là Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên rồi. Và một chú bên sponsor của cái chương trình trên VTV8 thời bấy giờ. Thì hai người vào nhà thôi. Bởi vì cái lúc mà năm 2003, lúc đó là cái năm gọi là hoàng kim của tôi. Bởi vì là lúc mà tôi mới sanh ra là coi như là không biết đọc biết nói gì luôn. Và đến tận 3 tuổi tôi mới bắt đầu biết nói và nói tiếng Anh trước, chứ không có nói tiếng Việt đâu. Lúc 3 tuổi sinh ra biết nói rồi nói luôn tiếng Anh luôn. Sau này rồi gửi đi học mẫu giáo kia rồi mới biết nói tiếng Việt thôi. Cho nên trước đó là tôi nói tiếng Anh hết. Đấy là lúc đó là bà nội bồng tôi ra chợ và vô tình gặp được hai chú phóng viên. Không phải là gặp hai chú phóng viên mà gặp cái ông sponsor trước. Gặp cái ông sponsor. Rồi ông ấy hỏi, đây là cái gì gọi là noodle, instant noodle. Thế con biết instant noodle có nghĩa là gì không? Lúc đó là tôi cũng biết tiếng Việt mà biết chút chút thôi, chứ không có nhiều như bây giờ. Instant noodle, lúc đó tôi bập bẹ một câu, mè gói. Đấy. Kêu lúc đó 3 tuổi không biết nói gì mà nói được tiếng Anh như vậy là coi như là một hiện tượng. Và cùng cái năm 2003 là báo Thiếu Niên Tiền Phong, cái tạp chí Tri Thức Tuổi Hồng có làm một cái bài nói về những cái em bé mà thần đồng, có nghĩa là lúc sanh ra là coi như là không, lúc sanh ra coi như là không biết gì luôn, nhưng mà khi mà một khi đã nổi lên như cồn, là ví dụ như là như chẳng hạn như tôi chẳng hạn, lúc mà khi mà mới sinh ra là không biết gì, đến lúc mà 3 tuổi là tự dưng biết nói và nói được tiếng Anh. Cũng giống như một số bé lúc còn mới sinh ra thì chưa biết gì đâu, nhưng mà cỡ các em được 1 đến 2 tuổi thì các em biết xếp hình và xếp thuần thục và làm những cái hành động như người lớn làm một cách thuần thục như vậy. Đó, có một số bài, ngày xưa là có một số bài nó như vậy rồi. Tôi nhớ không lầm là tháng 4 năm 2003 là có cái bài báo trên tạp chí Tri Thức Tuổi Hồng. Và rất là tiếc là hiện tại cái tạp chí đó tôi đã quẳng đi. Còn mỗi cái hình này thôi. Đó. Nó vậy chứ thời gian nó nhanh. Ngày sang năm là đúng 20 năm. Tháng 8 năm 2003, sang năm là tháng 8 năm 2023, đúng 20 năm. Và cái năm 2003 chắc chắn ai cũng còn nhớ, đó là cái năm đó Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 22. Bởi vì sao tôi chọn cái hình này? Bởi vì là sắp tới đây là SEA Games 31 cũng tổ chức tại Việt Nam, lịch sử lặp lại. Và lúc đó thì cái ông sponsor đó, ông mới liên hệ với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại miền Trung Tây Nguyên. Ông mới liên hệ để mà mời tôi ra Hà Nội để mà tiếp đón cái đoàn SEA Games 22. Bởi vì lúc đó là rất là cần một số đứa trẻ, đứa nhỏ, đứa trẻ, hay nói cách khác là cần một số thiếu niên nhi đồng để mà ra tiếp đón người ta, để coi thử là các em nhỏ là có hồn nhiên, có ngộ nghĩnh hay không. Và cũng cái năm 2003 thì bên VTV có rất là nhiều chương trình mới. Ví dụ như là Những Chuyện Lạ Việt Nam hay là 24 Hình Trên Dây. Và cùng cái năm 2003 thì VTV dự định là sản xuất một số các cái chương trình thiếu nhi để phát trên VTV2 hoặc là VTV1. Bây giờ thì toàn bộ chương trình là phát trên VTV6 và VTV7 hết rồi. Và chương trình nó giống như nó bão hòa rồi. Nó không có giống như ngày xưa. Ngày xưa là
Ngày xưa mà làm một cái chương trình mới là coi như là phải đắn đo suy nghĩ lắm. Và nó được coi là của quý, bởi vì là cái thời điểm 2003 là hiếm ai có điện thoại, hiếm ai có máy tính như bây giờ. Chủ yếu là xem qua tivi. Và cái lúc năm 2003 là gọi là cái năm đang phát triển, do đó là thiếu cái đội ngũ. Và bên đài họ đang cần, năm 2003 là họ đang cần những cái gương mặt thiếu nhi để mà lên trên đó mà làm cái chương trình cho thiếu nhi. Tuy nhiên có một điểm tôi đang tiếc đó là gia đình tôi từ chối. Bởi vì sao? Bởi vì là gia đình tôi không muốn nổi tiếng sớm. Và đến tận bây giờ tôi vẫn nghiệm ra được là đừng nên nổi tiếng sớm. Về mặt tâm linh thì không nói, về mặt tuy nhiên thì về cái mặt thực tế thì một số người nổi tiếng sớm là chỉ nổi tiếng ở một thời gian nào đó nhất định thôi, chứ sau này là không có nổi tiếng nữa. Ví dụ như là lúc nhỏ là mình nổi tiếng rồi, nhưng mà lớn lên là cái tâm sinh lý rồi tất cả mọi thứ nó đều thay đổi, là không còn tốt đẹp như ngày xưa nữa. Giống như là Xuân Mai đó, Xuân Mai là lúc bé là coi như là ai cũng săn đón hết trơn, nhưng mà khi mà lớn lên rồi đó thì không ai nhận ra chị ấy, và chị ấy nếu như mà có ca hát thì cũng chả có ai tiếp đón, bởi vì đó là người ta họ đã quá quen với mình khi còn nhỏ rồi. Do đó khi mà lớn lên là tạo cho người ta một cái sự bất ngờ và cũng cũng hụt hẫng, thành thử ra là nó rất là khó. Đấy. Do đó là tiếc thì tiếc thật, nhưng mà tôi hoàn toàn nghĩ rằng là đừng nên nổi tiếng sớm nó đúng hơn. Đến tận bây giờ thì nếu như mà tôi có nổi tiếng thì cũng chả muộn màng gì đâu. Bây giờ nổi tiếng là thời điểm. Bây giờ tôi năm nay cũng 20, cũng 22 tuổi. Do đó là nổi tiếng ngay thời điểm bây giờ là hợp lý nhất, chứ đừng có nên nổi tiếng sớm quá. Và cũng hy vọng rằng là sau 20 năm thì VTV nếu như mà có cơ hội thì mời tôi quay trở lại VTV lần nữa. Chứ ngày xưa tôi đã từng hứa, ngày xưa thì họ đã mời mà tôi từ chối thì nghe có vẻ nó ngượng ngượng. Và đây là lần đầu tiên tôi công khai cái hình ảnh này. Chứ trước đây là tôi cố tình tôi giấu. Bởi vì là sợ ảnh hưởng đến bản thân, cũng như là sợ người ta nói là tại sao ngày xưa mày không nổi tiếng đi, đến tận bây giờ mày mới nổi tiếng. Ban nãy tôi có nói rồi, nổi tiếng sớm là người ta họ chỉ biết mình là lúc còn nhỏ thôi, chứ lúc lớn rồi là coi như là không ai quan tâm mình nữa. Và mình của lúc lớn thì coi như là nó khác biệt hoàn toàn so với lúc nhỏ, do đó là khán giả họ sẽ không mảy may quan tâm. Thường thường là thấy những ngôi sao mà nổi tiếng sớm là thường thường là bị lui dần vào dĩ vãng ấy, đa phần là như vậy. Vậy thì cái podcast của mình đến đây là hết, và cảm ơn mọi người đã lắng nghe.